Ngày 13 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai đang giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn 1982, ngụ thôn Phước Khánh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi giết người. Sơn tại cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi tội tình của mình. Theo đó, Sơn và chị Hoàng Thị Diệu Hiền 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai, có quan hệ phi tần bi cùng sinh sống ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên Soàn Xỉn Xuyên cự cãi với nhau do Sơn nghi ngại phi tần có nhân tình. Chiều 12 tháng 10, Sơn đi nhậu trở về nhà thì nhớ tới việc chị Hiền hay nhắn tin qua lại với Lê Hoàng Cương 1984, ngụ ấp Phước Lương, thôn Phú Hữu, huyện Nhân Trạch. Sau đó, Sơn bực tức nên nảy sinh ý muốn tìm tới nhà Cương để nói chuyện. Sơn đi vào bếp lấy hai con dao bỏ trong cốp xe. Trên đường đi, Sơn còn ghé dọc đường mua căn xăng 5 lít với mục đích nếu cần thiết sẽ phóng hỏa đốt luôn nhà Cương. Khi tới nhà Cương thì Sơn không thấy anh này. Lúc này, ông Lê Văn Trình cha của Cương, 1962, và bà Phạm Thị Cần mẹ của Cương, 1962, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, có ở nhà nên ra nói chuyện. Một lúc sau, hai bên cự cãi nên Sơn chạy ra mở cốp xe lấy con dao đâm bà Cần khiến bà gục tại chỗ. Ông Trình thấy vậy nên hô hoán thì Sơn mở cốp xe lấy con dao còn lại đuổi chém ông này. Sau khi tóm kịp, Sơn dùng dao chém nhiều nhát. Tiếp đó, Sơn dùng xăng tưới vào nhà rồi đi xe máy mang băng kiểm soát 60 chai -673-46 của Cương đang dựng ở sân rồi bật quẹt châm lửa đốt. Gây án xong, Sơn về kể cho phi tần nghe rồi tới công an đầu thú. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu giãn ở bệnh viện. Đến 3 giờ 30 ngày 13 tháng 10, bà Cần tử trận do vết thương quá nặng nề ở bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện công an đang hoàn tất biển sơ để